Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Bắc Bộ sẽ duy trì nắng hanh vào ban ngày nhưng dịu mát vào tối và đêm. Còn với khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thì lại đề phòng với những cơn mưa rào và dông, cục bộ có điểm xuất hiện mưa to và dông mạnh. Ở Bắc Bộ, nắng xuất hiện từ sớm nhưng cường độ chưa quá mạnh với mức nhiệt cao nhất trưa nay trên toàn khu vực phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Còn với Trung Bộ thì trong chiều tối nay, ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho tới Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và dông. Trong đó khu vực các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam là những vùng có khả năng mưa to, có nơi trên 70mm. Trong mưa có khả năng đi kèm với dông sét và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ hầu khắp khu vực Trung Bộ trong ngày hôm nay duy trì ở mức 33 đến 35 độ, không còn nơi nào có nắng nóng. Ở phía Nam chiều tối nay mưa dông tiếp diễn trên hầu khắp khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đó thì các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk hay là Đắk Nông, khu vực miền Đông Nam Bộ cần đề phòng với mưa to trên 50mm. Còn ban ngày thì trời nắng gián đoạn nên nhiệt độ trưa chiều nay vẫn trong ngưỡng ổn định, ở Tây Nguyên từ 28 đến 30 độ và khu vực Nam Bộ trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trên biển, cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Sao La với cường độ cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17, vẫn di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h và sau đó thì chếch theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 cho năm nay trong những giờ tới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Sao La trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, từ chiều và đêm ngày hôm nay thì gió mạnh lên mức là cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 14, biển động dữ dội. Ngoài ra thì vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Ninh Thuận cho tới Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động, sóng cao từ 2 cho tới 4 mét. Ngày 30 tháng 8, thành phố Hà Nội sẽ chính thức khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sau hơn 2 năm thi công. Cây cầu mới bắc qua sông Hồng dài 3,5 km, rộng 19,25 m, quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Người dân thường xuyên qua lại cây cầu chắc chắn là những người vui nhất và phương án là phân luồng phương tiện ngay sau đây là thông tin mà người dân cần phải nắm rõ để có thể lưu thông một cách an toàn. Theo đó, sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất trong số các cây cầu bắc qua sông Hồng ở Hà Nội với 8 làn ô tô. Để đảm bảo an toàn giao thông sau khi cây cầu dài 3,5 km được thông xe, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phân luồng theo hướng. Phương tiện đi một chiều trên mặt cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 hướng từ Hai Bà Trưng đi Long Biên. Cụ thể, phương tiện lưu thông tốc độ tối đa 60 km/h ở 3 làn xe cơ giới của cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Với một làn xe hỗn hợp, làn cạnh lan can phải cầu, phương tiện được lưu thông tốc độ tối đa 40 km/h. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng quyết định tổ chức giao thông một chiều trên cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1 được khánh thành từ năm 2010 theo hướng từ Long Biên đi Hai Bà Trưng. Cụ thể, 4 làn xe cơ giới cạnh giải phân cách giữa của cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1 được khai thác tốc độ tối đa là 40 km/h. Với một làn xe hỗn hợp, xe máy và phương tiện thô sơ được chạy tối đa là 30 km/h. Thời gian áp dụng phương án phân luồng trên từ ngày 30 tháng 8.